là chúng ta sẽ đi ra được sân bay chợ Phú Thuận, đường này đi xe hơi cũng được luôn, nhưng mà xe nhỏ nhỏ thôi, xe lớn quá là khúc bầu quẹo qua cua ngay cái hẻm là không được, khúc đầu vô thì phải rồi. Sao mấy này lóc ép về hay bị kêu hoài quá trời luôn đó, bị kêu báo cháy á, giống như mình giống mình thà đầu á. Đánh ca nếu mà trời nắng thì đi đường này khỏe, nếu trời mưa đi nó lầy lắm, giống như mấy lần mình bị lún sình tháng tên ha. Đó, đi thẳng vô. Sân banh này mình hay gọi là sân banh Q7, này nó gần Q7 luôn. Đi quẹo qua đây cái tới rồi. Nằm phía sau lưng luôn. Đó, đi vô rừng nhỏ nè. Đi đường này xe nhỏ nhỏ, xe hơi nhỏ nhỏ vẫn chạy được. Nhưng mà tốt nhất mình nên đi gộ môi vô, gộ môi vô chợ. Chợ Phú Thuận là phía đó, phía sau chợ Phú Thuận luôn. Nếu mình đi đường này thì sẽ tới chỗ đá banh trước, xong rồi mới tới chợ Phú Thuận. Còn nếu đi gộ môi vô thì tới chợ Phú Thuận trước, xong mới tới chỗ đá banh. Đó, đi lại khúc này mới căng nè. Đây, khúc im điểm đó, khúc này là căng, căng cái khúc này nè. Đây, chỗ bò cua đây nè. Bò cua. Đó là... Đây cũng được. Cũng lại lại cũng được. Đó là bò cua ngay cái hẻm 11-35-83. Bỏ cua này nè. Cơ bản là hơi nhỏ nhỏ giống như được. Ta lái bình lụa lắm. Mọi người quẹo qua kia cái là mình tới sân banh luôn. Sân banh. Đúng nữa. Để hồi dừng lại cho anh tiện. Rồi, quay trái. Đó, đi theo đường này. Rồi, thẳng tiến luôn. Thẳng tiến. Đó, đây nhà trọ cũ nè. Rồi. Rồi không? Đó. Đó, đó. Nước quá hả? Rồi mình phải. Rồi chuẩn bị tới sân banh này. Tới sân banh đá vô vô vô. Rồi. Đó là hả? Rồi. À, rồi tới sân banh. Rồi quay qua sân banh nè. Quay xung quanh nè. Quay xung quanh nè. Cái coi đá không? Ghi đá xong. Kìa, nó mới đá xong hay gì kìa. Trời ơi. Đến trưa giờ này 12 giờ kìa, 12 giờ. Đó. Đó, đậu, đậu xe hơi thoải mái. Nhưng mà có điều là phải đi đường này thì nó tiện hay là đường ngay gỗ môi nè. Rồi ra đây. Còn muốn đá nữa hả? Muốn đá nữa. À, đông lên tiễn luôn. Tiện quốc gia Q7. Đây tới chỗ mình nè, đi xe hơi đường này khỏe quá rồi, đường này to rộng. Đây là phía sau chỗ mình nè, mặt sau giờ quẹo là mặt trước nè, mặt trước phút gần nhất, phút gần nhất này chỗ mình. Ủa mua bún rồi ta. Hả? Chẳng có hình sáng ủ đồ á. Ừ, sò ốc hến. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Trời, sáng tôm quá trời, qua không có được hơn. Rồi, để chỗ bán bà luôn. Vô. Còn không? Có chứ. Ôi,
là giao lộ giữa đường Dầu Môi với là chợ phố Hận. À, ngày này thì mình đi xe hơi từ Gò Môi nè, đầu chí Gò Môi xong rồi vô đó, quay qua chạy để đi qua sông Bành là ok luôn. Ờ, góc này đẹp. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.